Tại hội nghị, đại diện 10 đơn vị trong khối đã thông qua quy chế, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Theo đó, các đơn vị đã thống nhất và ký giao ước thi đua với 6 chỉ tiêu và 11 nội dung cơ bản như chủ động tham mưu đề xuất giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo Đảng bộ tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động thực hiện hiệu quả các chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ban tuyên giáo tỉnh ủy được suy tôn làm trưởng khối thi đua năm 2023.